Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị các bạn chân dung của Đại tướng thứ 16 của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang. Đại tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, quê quán xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông vào Đảng vào ngày 4 tháng 12 năm 1982, ngày chính thức là 4 tháng 6 năm 1984. Ông Phan Văn Giang là chiến sĩ khoa học quân sự, trình độ lý luận chính trị cao cấp, đồng thời là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 12, 13, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13. Tóm tắt quá trình công tác của Đại tướng Phan Văn Giang. Giai đoạn từ năm 1978 đến năm 1980, ông là chiến sĩ tiểu đoàn 4, trung đoàn 677, sư đoàn 346, chiến đấu tại tỉnh Cao Bằng. Sau đó, ông ôn văn hóa tại trường văn hóa quân khu 1. Giai đoạn 1980 đến năm 1990, ông Phan Văn Giang là học viên trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật tăng, trung đội trưởng, đại đội phó kỹ thuật, đại đội trưởng đại đội 1, tiểu đoàn 1037, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Sau đó là đại úy và làm phó tiểu đoàn trưởng, tham mưu trưởng, tiểu đoàn 1037, sư đoàn 312 của quân đoàn 1. Từ tháng 9 năm 1990 cho đến tháng 3 năm 1996, ông là học viên đào tạo tại Học viện Lục quân, mang quân hàm thiếu tá và làm trợ lý phòng tham mưu, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Từ tháng 4 năm 1996 đến tháng 7 năm 2001, ông là phó tham mưu trưởng trung đoàn 141, sư đoàn 312, quân đoàn 1, phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng, rồi làm trung đoàn trưởng của trung đoàn 209, sư đoàn 312, quân đoàn 1. Giai đoạn này, ông được thăng quân hàm trung tá và đi học Đại học Đại Cương tại Học viện Hậu Cần. Giai đoạn từ tháng 8 năm 2001 đến tháng 7 năm 2008, ông được thăng quân hàm thượng tá, đại tá và giữ các chức vụ phó tham mưu trưởng sư đoàn 312, quân đoàn 1, học viện đào tạo sư đoàn trưởng, học viện lục quân, phó sư đoàn trưởng, tham mưu trưởng sư đoàn 312, quân đoàn 1, phó bí thư đảng ủy sư đoàn trưởng sư đoàn 312, quân đoàn 1 và là học viên lớp đào tạo chiến dịch chiến lược Học viện Quốc phòng. Từ tháng 8 năm 2008, ông trở thành phó tư lệnh quân sự quân đoàn 1 và sau đó trở thành phó tư lệnh tham mưu trưởng quân đoàn vào tháng 2 năm 2009. Từ tháng 6 năm 2010, ông giữ cương vị phó bí thư đảng ủy, tư lệnh quân đoàn. Ông được thăng quân hàm thiếu tướng ở giai đoạn này. Từ tháng 10 năm 2011 cho đến tháng 2 năm 2014, ông Phan Văn Giang là bí thư đảng ủy, Bộ Tổng Tham mưu, Cơ quan Bộ Quốc phòng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam và được thăng quân hàm trung tướng vào tháng 9 năm 2013. Tháng 3 năm 2014 cho đến tháng 3 năm 2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Tư lệnh Quân khu 1, Học viên dự nguồn cán bộ cao cấp khóa 4 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Từ tháng 4 năm 2016 cho đến tháng 9 năm 2017, ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 12, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Vào tháng 9 năm 2017, ông được thăng quân hàm thượng tướng. Từ tháng 10 năm 2017 cho đến tháng 4 năm 2021, ông là Thứ trưởng mang quân hàm thượng tướng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, Thượng tướng Phan Văn Giang được bầu tái cử Ban chấp hành Trung ương và được Ban chấp hành Trung ương bầu vào Bộ Chính trị khóa 13. Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, ông được bầu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Chiều ngày 12 tháng 7 năm 2021, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân trao quyết định thăng quân hàm Đại tướng. Trên đây là thông tin về Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam từ tháng 4 năm 2021. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn.